Ngày nay, đột quỵ không chỉ là căn bệnh chỉ xuất hiện ở người cao tuổi, mà rất nhiều người trẻ cũng bị đột quỵ. Vậy, liệu đột quỵ ở người trẻ tuổi có nguy hiểm hay không? Và tại sao căn bệnh này có thể xảy ra ở người trẻ? Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời cụ thể hơn cho những thắc mắc này. Đột quỵ não, hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là tình trạng máu cung cấp cho một phần não bị gián đoạn hoặc giảm nặng, khiến cho vùng não đó bị thiếu oxy và dinh dưỡng. Mỗi phút trôi qua sẽ có gần 2 triệu tế bào não bị chết. Nếu vùng tế bào não bị tổn thương nặng hoặc lan rộng, đột quỵ có thể đưa đến tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề về rối loạn vận động, nhận thức, ngôn ngữ hay thị giác. Nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ. Đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi nên được mệnh danh là bệnh của tuổi già. Tuy nhiên, theo thống kê của Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ, 20 năm qua, số ca đột quỵ ở người già đã giảm dần. Tuy nhiên, tình trạng đột quỵ ở người trẻ lại có chiều hướng gia tăng, chiếm khoảng từ 5 đến 10% tổng số ca mắc bệnh. Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố nguy cơ của đột quỵ được chia thành hai nhóm: nhóm có thể thay đổi và nhóm không thể thay đổi. Sự gia tăng số ca đột quỵ ở người trẻ được xác định là do sự phát triển của nhóm các yếu tố có thể thay đổi được như béo phì, tiểu đường hay cao huyết áp. Trong đó, những người bị tiểu đường có nguy cơ cao gấp 4 lần so với người bình thường, tăng huyết áp nguy cơ cao gấp 3 lần so với người bình thường, hay những người mắc bệnh tim mạch khiến nguy cơ tăng gấp 6 lần. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi được bao gồm tuổi tác, giới tính và chủng tộc. Càng nhiều tuổi, nguy cơ đột quỵ sẽ càng cao. Nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn phụ nữ, và những người có gốc Phi sẽ có nguy cơ cao hơn người da trắng. Một phần là do tỷ lệ béo phì, huyết áp cao và tiểu đường ở nhóm này cũng cao hơn. Bên cạnh đó, một số thói quen sống không lành mạnh của người trẻ cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong đó có thể kể đến như thói quen ngủ muộn hay mất ngủ. Theo các nhà khoa học, những người ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn những người ngủ đủ từ 7 cho đến 8 tiếng mỗi ngày. Mất ngủ kéo dài từ 3 lần trên tuần, lặp lại liên tục trong ít nhất 4 tuần sẽ trở thành bệnh mãn tính, rất khó điều trị. Người bị mất ngủ sẽ dễ dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vỡ mạch máu, từ đó làm gia tăng nguy cơ bị đột quỵ. Thường xuyên bị stress. Áp lực từ cuộc sống hiện đại khiến cho nhiều người trẻ bị căng thẳng, stress, thậm chí là trầm cảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho sức khỏe bị sa sút, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lười vận động, lạm dụng các chất kích thích. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người không tập hoặc lười tập thể dục có nguy cơ đột quỵ cao hơn 20% so với những người thường xuyên luyện tập ít nhất 4 lần trên tuần. Tình trạng này xảy ra ở rất nhiều người trẻ. Không chỉ lười vận động, một số bạn còn lạm dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ. Với những người cao tuổi, tỷ lệ tử vong khi bị đột quỵ sẽ cao hơn. Còn với người trẻ, họ vẫn có khả năng phải gánh chịu những di chứng tàn tật lâu dài, chẳng hạn như liệt, méo miệng hay mờ mắt. Bên cạnh đó, những tác động mà di chứng của đột quỵ gây ra không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh, mà còn khiến các thành viên trong gia đình, người chăm sóc cũng phải lao đao. Xét trên nhiều khía cạnh, đột quỵ có thể khiến cho cuộc sống của một người thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Mặc dù là bệnh có tỷ lệ gây tử vong và tàn phế cao, nhưng chúng ta có thể phòng ngừa được. Cách phòng bệnh đột quỵ tốt nhất là tránh các yếu tố nguy cơ, cũng như thực hiện theo một lối sống tích cực. Người bị đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay có các bệnh lý tim mạch cần kiểm soát và điều trị bệnh thật tốt, thường xuyên đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe định kỳ để có sự điều chỉnh phù hợp. Tuy đột quỵ ở người trẻ thường ít nghiêm trọng hơn so với người cao tuổi, nhưng đây cũng là dấu hiệu cảnh báo những cơn đột quỵ nguy hiểm có thể xảy ra khi người đó tuổi càng cao. Bởi vậy, mỗi người trẻ cần đề cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa đột quỵ để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.